cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho nắm tay không? Dạ. Em bị bỏ bùa. Em bị bỏ bùa, bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ, nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Rồi cái em mới hỏi là anh ơi, anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Dạ. Dạ, em xin phép. Anh chào chị Hồng Vân. Anh chào mọi người. Khoan từ từ để anh hỏi nghe. Năm nay em 18 tuổi chưa? Dạ hơn. Vì em năm nay 20 chưa, cười hoài vậy. Dạ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Em tên đầy đủ là Trần Đăng Đạt. Hay quá. Dạ, ba em là Đắc Thắng, mẹ em trai em là Huy Hoàng. Nhà em trời ơi. Đắc Thắng. Em có suy nghĩ ra cái tên cho con em chưa? Tiến lên. Thắng lợi. Dạ, tuổi em thì năm nay em 29. Trời đất ơi, 29 rồi đó hả? Dạ, dạ gần là ông chú 30 tuổi rồi đó. Ôi, sao em trẻ dữ vậy? Dạ, chắc tại em hay cười á chị. Vậy hả? Ôi, trẻ hơn mình luôn. Em làm nghề gì? Em hiện đang làm bên phòng brand marketing, là quản lý nhãn hàng á. Thế còn em? Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân, em chào mọi người. Em tên là Bùi Thị Minh Thu, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh tại nhà. Trời ơi, hai đứa giống như nít mà lấy nhau vậy. Có ai nói các em trẻ không? Trẻ hơn so với tuổi không? Chỉ có người ta nói chồng em mà, chứ em là như má ảnh vậy đó. Đấy. Má đồng má. Cái cơ duyên nào mà hai em gặp nhau? Hồi đó là em mới tốt nghiệp xong, mới tốt nghiệp cấp 3. Nhỏ bạn thân nhất của em á, tự nhiên nó tham gia đa cấp. Em biết nó là xấu rồi, vô đó là lừa đảo không à. Mà em khuyên nó không chịu. Tức là những người ở trong đó là mình khuyên cỡ nào người ta cũng không chịu, giống như là bị bỏ bùa vậy đó. Đầu là em thân chinh em đi vô đó luôn. Cái vô đó gặp cấp trên của nó là anh này nè. Cái ngồi nói chuyện một hồi, cái tự nhiên cái không biết là có phải là không gian hay là có phải là do nó đông người hay là như yếu tố gì đó. Nhưng mà ngồi nói chuyện sao thấy anh này nói chuyện cũng hay ghê, cũng thấy giống giống mình. Cái anh mới nói là bây giờ á, em nghĩ đi, em không tham gia á là em sẽ không được nói chuyện với anh nữa. Trời, hồi đó em cũng xinh xắn lắm. Em nghĩ là ông nghĩ không là ai mà ông nói vậy. Vậy mà em cũng tham gia luôn, em không hiểu nghĩ gì luôn. Trời ơi, điểm bỏ bùa đó. Rồi sau đó như thế nào? Tình cảm của các bạn tiến triển tới đâu? Lúc mà vợ em á tham gia vô thì cũng giống như là những cái người tiếng dưới khác. Gặp rồi cũng nói chuyện để định hướng. Tự nhiên là không biết sao cái em muốn hẹn đi chơi. Nhưng mà nếu mà rượu thì chắc chắn là không đi rồi. Cái em mới nói là bây giờ thôi, ngủ sớm là một thói quen rất là tốt. Mình làm sao để mình ngủ sớm và dậy sớm. Thì nào mà dậy sớm 3 lần dậy sau á thì người đó sẽ thua. Và phải mời người kia đi chơi. Lúc đó tụi em xét là đi Vũng Tàu trong ngày về thôi, chứ cũng lúc đó cũng không ở lại. Dạ, không có ở lại, cũng còn hiền lắm. Sau một thời gian thì đâu đó chừng 2 tuần thôi là em thua. Em thua thì em cũng phải đi Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Bạn này thắng thì cũng phải đi Vũng Tàu. Rồi em khờ. Trời ơi. Khờ quá, em chơi trò chơi bị lừa một cách nhẹ nhàng và say đắm vậy đó. Dạ. Cuối cùng là có đi không? Dạ có. Thì đi chứ, ta thua cách nào phải đi chứ. Rồi đi ra ngoài đó buổi trưa làm gì không? Dạ không. Tụi em lúc đó tụi em ra biển trưa. Tụi em ra biển rồi. Cái thời điểm mà em quay qua em nói với lại vợ em á là cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho anh nắm tay không? Dạ. Em bị bỏ bùa. Em bị bỏ bùa. Bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Không. Tới đó rồi đúng không? Mà lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ em 18. Lúc đó em 21. Dạ. Mà đi xe máy ra Vũng Tàu hay là? Dạ đúng rồi. Rồi trên đường về chắc lẽ là ôm eo hết đã lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Sau đó rồi có chơi những trò chơi nào vui hơn không? Là tức là từ lúc mà em biết ảnh cho lúc mà quen nhau là chỉ có một tháng thôi. Là hồi đó em nổi tiếng là em khó lắm.
Mà nhìn anh này hồi đó là chị nhìn là như một cái cây treo đồ luôn. Kiểu như là ổng ốm quá không? Mà em rồi. Cứ mê mẩn vậy đó. Ừ. Dạ đúng rồi. Tụi em quen nhau mấy năm thì mới đám cưới? Dạ 7 năm. Trong 7 năm đó các em có đi quá giới hạn không? Dạ nói con này ra xin lỗi mẹ chút. Là con khó. Cái lần đó có chơi trò chơi gì không? Dạ thì chơi hai người. Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ. Nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Và đến cứ một ngày quyết định đó là bắt đầu là đó đó. Rồi cái em mới hỏi anh là anh ơi anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Thì em nghĩ là vậy đó. Trong 7 năm đó có lúc nào em cảm thấy là em mất niềm tin vào cái chuyện là anh sẽ cưới mình không? Mà chị nghĩ là giống như là chắc ảnh chỉ yêu đương mình vớ vẩn xong lại xong dạ, rồi chia tay. Dạ không. Mà niềm tin mãnh liệt là cỡ nào là anh cũng sẽ là người chồng của mình. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao mà 7 năm sau mới cưới? Cái thời điểm em quen vợ em xong á là em chứ lúc đó em đang nghỉ học. Thầy kể từ đầu. Tức là ảnh tham gia đa cấp, là lúc đó anh học năm nhất trường đại học ngân hàng. Anh tham gia xong ảnh bỏ học luôn. 3 năm sau lúc quen em á, đó ảnh mới bắt đầu thi lại đại học. Em học năm 2 thì ảnh học năm nhất. Vậy nên là phải chờ ảnh học xong rồi ra đi làm rồi hai đứa mới cưới nhau được. Nhau. Coi như bây giờ đám cưới được mấy năm? 8 tháng là từ ngày mà đám cưới, còn 10 tháng là từ ngày đăng ký kết hôn. Trời đất ơi, còn Son ơi là Son. Vậy thì tật xấu chắc phải lòi ra từ lúc yêu nhau chứ hả? Chứ đâu cần phải lấy nhau về mới lòi dạ, tật đúng xấu. Rồi. Đâu em kể những tật xấu điển hình của anh chồng của em cho anh biết. Lúc trước á thì em không biết ảnh hay quên vậy. Lúc mà cưới về rồi mới biết ảnh rất là hay quên. Như là ảnh có một cái chế độ trong đầu, cũng như reset 5 giây, reset lại từ đầu luôn á, không nhớ gì luôn. Như là vừa mới vô nhà, vừa mới đặt cái xe xuống là em nói anh ơi ra lấy cái chai tưới cây giùm em là ngay đó luôn, nước ngay đó luôn. Cái mi lên nhà cái chạy xuống cái xong rồi cái tụi em đi ăn xong ủa anh nãy anh tưới cây chưa, anh quên mất tiêu rồi. Ủa xong mà nhờ nhiều chuyện lắm, như là anh ơi nhớ bỏ đồ vô mới giặt giùm em nha. Cái luôn cái xong rồi có lúc em quay lại ủa anh giặt đồ chưa, anh quên rồi. Vậy đó. Quên. Có phải bị đạn trí không? Thật ra cũng phải, tại vì em hơi tham công tiếc việc á, nên là trong đầu em nhiều khi nó cứ nhiều thứ quá, suy nghĩ công việc nhiều quá, thì hầu như là những cái gì mà em cần nhớ thì em hay có cái app em nốt lên lại. Rồi mỗi lần làm em mở ra em ngồi em coi cái gì chưa làm, cái gì cần làm, thì những cái nhiều khi việc nhà mình không có ghi lại á anh, sau đó cái mình quên đi. Dạ rồi, còn tật xấu gì nữa không? Hay cằn nhằn, nhờ á thì sẽ làm, nhưng mà trước đó phải cằn nhằn câu cũng như là thôi bận quá không làm được đâu. Vừa cằn nhằn vừa làm. Có một cái tật này không phải là không biết là tật xấu hay không, là tính ảnh rất là vô tư. Là vô tư đến nỗi mà nhiều khi mình thấy nó vô tâm luôn á. Nên là lúc mà trước khi cưới là em cũng phải làm tư tưởng cho em trước là cưới ảnh về thì mình chấp nhận là mình sẽ là người lo lắng nhiều hơn cho ảnh. Rồi bây giờ tới đăng đàn. Tật xấu á thì chỉ có thể tổng hợp lại là hơi điên thôi. Điên. Có một lần em lỡ lớn tiếng. Rồi vợ em giận. Em nói vậy giờ làm sao cho em hết giận. Cái em nói dạ ăn 10 cục ức ngủ ra đi. Em có ăn không? Em phải ăn một cục. Em nợ lên 9 cục. Em nói chịu hết giận. À, từ bữa giờ ổng có phải biết ăn hoài không? Thôi em lâu lâu em cũng vậy sao anh à, ăn không? Tật xấu gì nữa? Thực ra thì em cảm thấy em rất may mắn. Gần như là tại vì tính em nó hơi gọi vô tư đi cho nó tích cực. Cho nên là hầu như em không có để ý mọi chuyện xung quanh á. Thì những cái mà em không để ý vợ em đều rất là chu toàn. Cần anh ấy phải thay đổi thì em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tại vì ảnh lúc nào cũng làm việc hết á. Là đi làm rồi về nhà cũng vẫn phải cầm máy làm việc. Ăn cơm cũng cầm máy làm việc. Còn em, đăng đàn, em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thấy vợ em cũng vậy. Làm việc suốt và cũng không có để ý tới cái sức khỏe của mình. Nhiều lúc em cũng hay nói là tại sao mình không xếp thời gian để buổi sáng mình ăn sáng đúng giờ, rồi buổi trưa mình ăn trưa đúng giờ, rồi mình dành thời gian mình đi tập thể dục thể thao, mà cứ kiểu như bị quấn vô á, là khách hỏi là cứ trả lời, khách hỏi rồi trả lời, không có sắp xếp những cái đó. Nên là vợ em bị đau bao tử nữa. Quá giờ ăn cái mà bị đau á là mình cũng sót lắm. Nghe tụi em chia sẻ thì anh có cảm giác là
Vợ chồng em mỗi khi về nhà là mỗi người một cái máy đúng không? Dạ, nhưng mà mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian đó là trước khi đi ngủ. Là hai đứa nằm bên giường là lúc nào cũng vậy, hai đứa phải nói chuyện cho đến lúc mà nó buồn ngủ rồi thôi mới đi ngủ. Thì thực ra đối với tụi em thì làm như là ông trời cũng sanh ra tụi em để mà đến với nhau hay sao. Giống như nửa này nửa nọ gặp nhau. Đúng không? Chứ dạ đúng yêu, rồi chị. Đúng không nè? Em thấy là làm như là chồng em với em là hai cái mảnh ghép nó đúng rất rồi, là hai cái mảnh ghép mà một nửa đi tìm nhau và đúng khớp. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều nha. Ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết, cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà ảnh không có đồng ý. Cho nên khi mà ảnh có vợ rồi á thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải chị hỏi nè, tức là ảnh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết. Là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao? Mà em làm gì kỳ vậy, không sao chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Hai em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 28 tuổi, hiện nay em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em Trần Minh Tâm, em 29 tuổi, em quản lý bán hàng. Tâm Bích. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Là em là ngày đầu tiên mới vào xin vào làm việc ở tại công ty anh đang làm. Và là thực tập viên ở tại cái nơi mà anh đang làm việc. Và anh cũng là người cũng hướng dẫn trực tiếp cho em. Hướng dẫn nhiệt tình lắm đúng không? Dạ không nhiệt tình lắm đâu. Không không. Ủa nhiệt tình sao không có cảm tình? Nói ra cũng hơi quế một chút xíu. Dạ trong ngày đầu tiên luôn phải nói là cực kỳ ấn tượng tốt với anh này. Đến mức mà mình nghĩ đây chính là cái người chồng lý tưởng của mình đã mơ từ bấy lâu nay. Nhưng mà qua ngày thứ hai là anh bộc lộ ra hết những cái tính xấu luôn. Nghĩa là hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, rồi hay chọc ghẹo em mà chọc tức á. Cho nên là rất là ghét và sau đó thì bắt đầu vô cái công việc á thì không có hợp nhau, cãi nhau thường xuyên. Hay sau là coi như rất là ghét, ghét cay, ghét đắng anh này luôn. Rồi sao đến được với nhau ta? Ta nói ghét của nào trời trao của nấy anh. Đến bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Nhưng mà từ thời gian yêu cho tới cưới là 2 năm. Tụi em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng ạ. Chà, chắc có lẽ là chưa phát hiện nhiều về những cái tính xấu của người bạn đời của mình lắm. Dạ không có anh. Tại vì trước khi quen á là đã thấy được hết tất cả những tính xấu rồi. Cho nên cực kỳ không có ưa. Dạ. Em kể một vài tính điển hình của anh này hả? Đó là anh ta có một cái cơn điên, đó là tự kỷ. Tự kỷ. Tự kỷ là cái thứ nhất, cái thứ hai là quá cầu toàn. Cái thứ ba là ga lăng với các cô gái quá mức cần thiết. Thì đó là những cái tính đúng xấu mà sau hôn nhân là đúng mình thấy. Dạ cái này thì cũng đúng anh. Em tự kỷ cái gì? Ví dụ như trường hợp là khi mà anh này anh cầu toàn về công việc, cầu toàn mọi thứ trong cuộc sống, nên khi mà có cái sự việc gì đó mà nó không đúng với ý của ảnh á, ảnh về ảnh rất là khó chịu với mình. Nhưng mà mình không có lỗi gì hết. Ảnh về cái anh im im, ảnh không có trút giận lên, nhưng mà ảnh không nói chuyện tới mình. Rồi anh cũng không có làm gì đá động gì tới mình hết. Nhưng mà khi mà mình nói anh ơi có chuyện gì vậy, rồi đi làm có stress hả? Nói chung là mình rất là muốn anh chia sẻ cho mình bớt. Nhưng mà anh không bao giờ chia sẻ. Mà khi mà mình đặt câu hỏi á, thì bắt đầu anh nổi cơn điên lên. Bắt đầu là gây nhau rất là dữ dội. Mà gây đỉnh điểm tới mức là đập đồ. Dạ mà khôn lắm. Dạ lựa đồ nào hết đá rồi đập thôi. Còn cái chuyện mà ga lăng với gái thì sao? Dạ có nghĩa là khi mà đi ăn với các bạn đồng nghiệp hoặc là các cái bạn cũ đó, thì anh là người cực kỳ chu đáo, cứ lo lắng chăm sóc cho các bạn. Rồi nhiều khi á, những cái bạn nữ đó đó rất là dễ hiểu lầm, nghĩa là nghĩ anh thích cái cô đó. Cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà anh không có đồng ý. Cho nên khi mà anh có vợ rồi á, thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải chị hỏi nè, tức là anh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó thì đối với em thì anh có gọi là có ga lăng giống như vậy hay không? Dạ có nhưng mà ít hơn. Em gấp cho vợ, cứ lo cho người khác trước. Lo cho người khác trước rồi mới tới vợ hả? Dạ. Là cụ thể là như thế nào? Ví dụ như nhiều khi nói chuyện cứ vào gặp bạn là bỏ vợ luôn. Anh không nhìn tới mình luôn. Em là vợ anh không? Dạ biết luôn. Cho nên mình bị đứng một góc mà anh cũng không quan tâm tới mình luôn. Sao vậy Tâm? Cái này thì Tâm thì... có muốn thanh minh thanh nga gì không? Dạ thanh minh thanh nga thì chắc không dám, tại vì lỡ làm rồi. Tại vì thực ra em thì ít có bạn, nhưng mà bạn thì lại bạn là bạn thân. Thì nhiều khi mình lâu gặp, tại vì tụi em cũng làm công việc nó hơi bận á, lâu gặp thì nhiều khi thì mình cứ đinh ninh trong đầu mình cái cô này là bà xã của tôi rồi. Thì mình cứ nhiều khi cứ vô tư, anh em lâu ngày gặp quá rồi đôi khi lại quên hẳn đi vợ. Tại vì nhiều cô cũng không có được tế nhị cho lắm,
Nhiều khi nói những cái câu mà không biết cố tình hay vô ý làm cho mình cực kỳ khó chịu. Thế là về vợ chồng gây nhau. Nên ví dụ như trong trường hợp là đang ngồi ăn cũng vậy, các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết. Là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao? Mà em làm gì kỳ vậy? Không sợ chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Cho nên là thành ra là em thì không phải là ghen mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì hai vợ chồng nhiều khi gây lộn, nhưng mà em luôn luôn nói là em rất là tin anh, nhưng mà em không có tin những người xung quanh anh. Nói những cô bạn của Tâm có nghe chưa? Ủa Tâm, chị hỏi cái Tâm nè. Rồi tại sao em lại thích tự kỷ một mình mà em không muốn chia sẻ những cái mà em bực bội cho vợ em? Ngay từ bé em nói vậy rồi. Tức là cái khó khăn hay là cái suy nghĩ hay mọi cái định hướng về công việc hay học hành hay mọi thứ này kia nọ, em thích tự một mình em giải quyết. Nhiều khi là sợ nói ra là cái người thân bên cạnh mình á, thì người ta lại phải truốc mang cái buồn phiền mà mình đang không thể giải quyết được. Là em không chia sẻ với bất cứ một người nào khác chứ không phải là chỉ riêng với vợ. Dạ, có thể nói là như vậy luôn. Mà nhưng mà mỗi lần như vậy thì đêm về có ảnh hưởng tới cái chuyện hai vợ chồng không? Thú thật thì chắc cũng có. Nhiều khi thì cái đầu mình nghĩ tới chuyện khác, thì cái vợ nằm bên cạnh thì nói chung là cũng cố gắng ôm vợ một cái rồi thôi, chứ không cái chuyện đó thì lại là mình tạm gạt nó qua bên, phải lo trước cái việc công việc. Em hiểu và em có thông cảm cho chồng em. Dạ, thì khi mới cưới nhau về em rất là khó chịu, nhưng mà ảnh cứ không chịu sửa cái sai đó. Thì mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình cho nên thế là mình phải nhìn ảnh. Những khi mà ảnh về kệ, thôi kệ ảnh đi, ảnh làm gì ảnh làm đi, mình đi làm chuyện khác, không có khóc nữa, không có hỏi nữa. Tới khi ảnh tự động ảnh muốn nói thì ảnh nói, anh không nói thì thôi. Từ ngày cưới đến nay là bắt đầu tháng thứ hai là nhịn chứ ấy bây giờ. Nhưng mà em nhắm là em sẽ nhịn mãi được không? Đối với em thì cái điều này em cũng cảm thấy mình tự tin mình có thể nhịn được lâu dài. Không, cái này á, mình không xác định là nhịn nữa em. Dạ, tại vì cái này là chị nói em nghe nè, mỗi người mỗi một cái bản tính. Ví dụ như nè, nếu em không chia sẻ với vợ mà em chia sẻ với một người khác thì cái đó là em bậy. Nhưng mà khi mà bạn ấy tự giải quyết bằng con người của bạn á, thì đó là cái bản tính của bạn rồi. Có nghĩa là cái đó mình phải tôn trọng cái điều đó. Chứ mình không bắt người ta có thể bỏ được cái điều đó đâu. Đó cho nên rằng mình không nghĩ rằng cái đó là mình nhịn, mà mình nghĩ là mình chấp nhận cái hành vi đó. Nhưng trong quá trình làm vợ chồng á, thì em luôn luôn phải làm sao tạo ra được cái điều mà ảnh phải thấy ở em một cái chỗ dựa, một cái nơi để mà ảnh có thể là chia sẻ được. Cái đó là cái tài của em đó, đúng không em? Một lúc nào đó em cảm thấy rằng em không thể một mình em gánh nổi những cái áp lực đó nữa, em sẽ nói là vợ ơi, anh nói em nghe nè, ngày hôm nay anh chịu hết nổi ở cơ quan rồi, là lúc đó em thắng. Ủa, chị hỏi em nè, bây giờ em đã có đôi lần chia sẻ với vợ em về những cái áp lực rồi gì? Đã chia sẻ lần nào chưa? Cũng có chia sẻ, nhưng tại vì hồi trước thì cũng làm chung đó, thì hai vợ chồng cũng biết về cái công việc nó như thế nào. Rồi nhưng mà sau này khi cưới về thì thấy là vợ nghỉ chỗ công ty của em rồi, chuyển về ngành du lịch làm lại rồi á, thì thấy là nhiều khi mình nói với vợ cái công việc của mình á, thôi khi thấy là vợ cứ giống như là nghe vậy thôi chứ còn không có tham gia bình luận như hồi trước nữa. Thấy là tôi để mình làm thôi, tối ra là lại mang theo cái buồn nữa cho vợ, thì thấy thương nữa hơn. Coi như hai người đều nghĩ về nhau hết, cuối cùng là không hiểu, không có tìm ra cái điểm chung đó. Hai đứa không có tìm được điểm chung. Thật ra là hôm nay qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, anh hy vọng là các em sẽ hiểu nhau hơn. Hiểu mà không có làm được, anh em không có làm được. Anh nghĩ là sẽ làm được đó. Không, chị thấy như vậy nè, có một điều mà em phải thay đổi, đó là cái điều thứ ba mà vợ em đưa ra là cái ga lăng quá với những người con gái khác. Tại vì chị nói em nghe nè, những người phụ nữ khác á, họ sẽ dựa vào cái cách hành xử của em để họ đối xử với vợ của em. Cho nên rằng qua những cái mà vợ em tâm sự sẻ chia thì chị nghĩ rằng vợ em như vậy là rất là văn minh trong cái việc mà trong cái việc hành xử đó. Chứ còn có những người phụ nữ khác, người ta không chịu được cái điều đó đâu, hoặc là người ta sẽ quậy tại chỗ hoặc sẽ đứng dậy bỏ về. Cho nên rằng em chú ý đến cái đó một chút. Đó. Dạ, cái này thì em rất là rút kinh nghiệm. Đúng không? Đó là cái em cần phải thay đổi nữa. Còn cái việc của kia thì em đã tự sửa rồi. Cái việc mà để dành cái không gian riêng cho chồng đó. Chúc tụi em hạnh phúc. Cảm ơn chị. Em cái quy trình của em thì nó em thay đổi em mới ra được. Là phải gọi đầu.
Rồi phải gọi hai lần. Rồi, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, chà chân, toilet, rút tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm một tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Đọc yêu đen tha thiết. Mà sao em không nói? Mà em cứ gặm xương hoài vậy. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Nhìn cô dâu có cái nét gì rất là huyền bí, giống như là một cô gái Ấn Độ vậy đó. Bạn giới thiệu cho mình đi. Dạ, dạ em tên là Nguyễn Minh Triết ạ. Em năm nay 31 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì em 31 tuổi hả? Dạ. Sao nhìn em quá trẻ so với cái số tuổi vậy đúng không? Nhưng mới nhìn tưởng 21 tuổi không à. Trời ơi, trong khi anh Thuận đây nè 29 tuổi mà nhìn giống như là 49 vậy đó à. Em à, dạ em là Lê Thụy Quỳnh Như. Em năm nay em 27 tuổi. Tụi em kết hôn được 7 tháng thôi. 7 tháng. Dạ, vậy là đúng là vợ chồng son rồi. À, sao hai bạn quen nhau sao? Dạ, em với lại anh Triết gặp nhau lần đầu tiên là trong một bữa sinh nhật của bạn thân của em. Thì năm nào em cũng tặng quà hết rồi. Thì cái năm sinh nhật đó em quyết định là em nấu vài món em tặng cho bạn em. Tức là em tặng cái món đó cho bạn của dạ, em dạ. Cho bạn em đãi sinh nhật luôn. Thì hôm đó ai cũng chê hết, nhưng mà có một mình anh Triết là dạ, tại vì khẩu vị của em là ăn thích ăn mặn. À, ở đây em ăn cái thấy ngon khen. Ồ vậy đó hả, có dạ. Nghĩa là ai cũng chê có mình Triết. Dạ đúng. Nhưng mà ngon thiệt. Dạ, thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thiệt tình. Mọi người nghe duyên tiền định nữa rồi. Rồi thấy một người đàn ông mà khen cái món ăn của mình vậy đúng đó. Em nghĩ trong bụng chắc xạo, cả bộ nịnh vậy thôi. Tại vì thực sự bữa đó là em là khách mời không chính thức. Một người bạn dẫn em tới chơi thôi. Rồi em biết có biết được nhà Như là có bán phở. Sau đó em xin số điện thoại. Qua ngày hôm sau á, em tìm làm bộ tới ăn phở, tìm cách mà nói chuyện nhiều hơn. Em ăn phở bao nhiêu lâu? Dạ ăn phở 1 tháng. À, dạ nhưng mà ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng tới. Ăn phở 1 tháng mà có mà 1 ngày ăn mấy lần. Dạ ngày nào cũng đúng 8 giờ tối, là mưa hay nắng như thế nào nữa cũng đúng giờ xuất hiện. Ăn phở buổi tối hả? Dạ. 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 Ở nhà cũng mắc không? Dạ không. Như là to 35. 35 ngàn. Trong hẻm em 25 ngàn em thấy mắc hơn. Thì rồi nhờ tôi phở đó mà hai đứa quen nhau chưa? Dạ hơn 1 tháng á, em thực hiện chiến dịch á. Ừ. Thì là em mới tàu tiến xa hơn. Quyết định là mời Như đi xem phim riêng hai đứa thôi. Dạ thì bữa đó là em tính là xem phim rồi tỏ tình với Như. Dạ đầu tiên là em tính là nắm tay trước. Có nghĩa là mình đi xem phim để nắm tay. Mà em có cảm giác em hôm đó là anh ấy cố tình. Dạ có. Để tỏ tình với cứ mình không? Cứ trong rạp chiếu phim cứ ngồi cái tay cứ đưa qua rồi lại rút về. Đưa qua rút về. Cái em biết em cố tình em khoanh tay luôn. Em để im vậy luôn. Là coi như là gần hết bộ phim luôn đó. Phim cúp cuối kịch tính mà em mới quên. Em bỏ tay xuống. Lúc mà lơ lơ cái em để liền. Không ngày nữa qua. Dạ mà không phải là nắm mà là để. Để là im, để im khoảng đâu 10 giây. Cái như nhìn em. Em hết hồn em quay qua em nói. Làm cái gì vậy? Em, em run quá. Anh sợ em lạnh. Cái em quê quá, cái em đứng lên đi về không có tiếng nào hết. Mới nhá cả thôi đúng không? Cái dạ, lần đầu dạ. Tiên đi xem phim không thành công. Phim đó kinh dị không? Dạ không. Không nắm tay được đúng rồi. Rồi thì khi nào thì mới bắt đầu thực hiện cái dạ. Việc thứ hai? Thì rút kinh nghiệm lần 1, lần 2 á là em hẹn Như đi chơi. Là vừa đón Như ra khỏi nhà xong đi một đoạn á là em lòng thanh sao chụp tay kéo lên nắm luôn. Em nắm một hồi xong rồi không thấy nó Như nói gì hết. Em mới nói hôm rày chuyện anh chuyện tụi mình như vậy rồi. Vì em là bạn gái anh nha. Như không nói gì hết, cái hoài thi còn lại ôm chặt luôn. Hay là muốn nói. Hay là muốn nói. Rồi rồi quen nhau thì đến bao lâu thì cầu hôn? Dạ em quen nhau 1 năm rưỡi. Ừ. Thì hôm đó là em với Như có một cái tranh cãi nhỏ nhỏ. Ừ. Và Như giận em lắm. Thì buổi tối tụi em đi ăn. Tại vì tụi em có mua cái điêu á. Điêu thì bữa đó là hết hạn rồi. Không ăn là không được, mà tiếc nên là đi ăn. Ăn cái gì? Bữa đó ăn cái gì? Dạ ăn cháo vịt tiết canh. Ờ, cái cớ thôi. Một khi đã không thích nhau thì có mà bao nhiêu tiền cũng dùng đi. Hôm đó thì bình thường hai đứa sẽ ngồi cùng một phía đi ăn thông thường. Để tay ăn tay nắm tay. Mà hôm đó giận cho nên ngồi đối diện. Trời, em chỉ ngồi cắm cúi ăn hết này tới cái kia, không ngước mặt lên nói chuyện luôn. Anh bên đây cứ ngồi xin lỗi. Thôi anh biết rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà em không trả lời luôn. Thì đang trong lúc em cắm cúi em ăn
thì có một cái bài nhạc hòa tấu mà cả hai đứa đều thích. Bản Canon Windy á. Thì anh Chiếc ảnh đọc thơ, tự làm thơ luôn. Là nghe bài nhạc đó rồi tự hoạt thành thơ. Đúng rồi, xin thơ. Thơ. Tỷ dụ mà bây giờ giá mà hai bạn nhớ được cái melody của cái bài đó nè, chồng á làm cái melody bài nhạc đó nè, vợ đọc cái bài thơ, hoặc ngược lại thì đó là một món quà của chương trình đó. La 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 la. Hoặc là gọi cái bồi lang thang gặp tiểu thư đen đem về nuôi, gặp yêu đen tha thiết mà sao em không nói mà em cứ gặm xương hoài vậy. Trời ơi, bài thơ được làm cho quán cháo dịch là đã quá tháng rồi mà bây giờ sao em cứ mãi mê gặm xương dịch. Cái ý của em là đọc thơ để cho Như vui mà là dịu cơn giận. Tại vì nếu em hứng lên hứng làm lên cái em thơ thôi. Tháo cái nhẫn của tay em đeo á, không phải nhẫn thường thôi, lại vừa đọc cái em quỳ xuống cái em đeo nhẫn cho Như luôn, là đọc thơ xong cái khi sau khi mà cái gặm xuân dịch hoài đó, dạ cái nó làm vợ anh nha, là miệng Như là vừa gặm xuân dịch muốn cười mà mắt thì nước mắt rưng rưng ra trào ra ngoài. Em phải học tập cái chiêu này đó, nó dễ thương chắc lắm. Em phải lo cầu hôn trong quán thịt chó. Thì sau đó tụi em cưới nhau đến tới bây giờ là 7 tháng á. Dạ. Thì trong lúc sau khi cưới nhau thì em thấy cuộc sống hôn nhân cũng vui hạnh phúc. Không có gì gọi là vỡ mộng hết. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ trong cuộc sống của em thôi. Ví dụ như em về muốn vào phòng hay gõ cửa cộc 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 mật khẩu bu bu mới chờ vô. Tức là phải nói mật khẩu. Mật khẩu có mật khẩu. Bu bu hả? Mật khẩu dạ. Bu bu. Rối cái là nhiều khi mình đi làm về mệt á, em cứ gõ cửa như vậy, mở cửa như vậy, mở cửa mật khẩu. Anh đang mệt em quậu lên. Ừ. Đấy, mở cửa đi. Mật khẩu. Phải bu bu. Mở cửa nhiều khi em biết luôn mà không nói mật khẩu là em không mở luôn. Trời ơi, dạ. Có vậy khi nào mà nói mật khẩu vợ mở? Dạ không, cứ bù bù là tiền chị mở. Đúng rồi. Mà ảnh cũng phiền lắm vậy. Là về mới phát hiện ra cái chuyện tắm. Một ngày tắm 2 lần. Mà mỗi lần tắm là 1 tiếng đồng hồ. Mày vẫn làm gì vậy? Dạ thì em ta... em cái quy trình của em thì nó em thay đổi mới ra được. Là phải gọi đầu, à, phải gọi 2 lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, chà chân, toilet, rút tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm 1 tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Trong khi em tắm có 15 phút xong. Chị cũng đây vậy, 1 tiếng đồng hồ. Chị cũng 15 phút rồi. Thuận 1 tiếng rưỡi hay sao em cứ ucha. Không, hồi đó cũng 1 tiếng mà sau này tóc hết bây giờ còn 45. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Dạ, ngoài cái mật khẩu thì có cái việc trước khi đi ngủ á, em phải làm 2 việc. Việc gì em? Dạ, thứ nhất là em phải hứa với vợ em mấy điều. Dạ, anh hứa là anh sẽ không lượn mày nữa. Anh hứa là anh sẽ không để em đợi lâu nữa. Anh hứa là anh chăm chỉ hơn. Anh hứa là anh yêu em suốt đời. Phải cứ hứa tối gì 4 lần vậy đó. Ở trả bài đó. Dạ, dạ đúng rồi đó. Tại vì bình thường á, anh này tính rất là nóng. Thường là giận lên là lớn tiếng, la lên. Mà em biết tính, mỗi lần như vậy là em không nói gì hết. Đợi qua ngày hôm sau, rồi em mới nói hôm qua anh xài nha. Cái thế là rồi anh biết rồi. Cái em nói giờ phải hứa, mỗi tối phải hứa. Hứa để mỗi lần mà chuẩn bị nóng lên, nhớ lại lời hứa. Coi như 7 tháng nay ngày nào cũng tối nào cũng bao nhiêu đó. Hứa anh cho đời. Tối nào cũng bài hứa. Từ em cảm thấy là em có dằn bớt được cái tính nóng đó không? Dạ có, mỗi lần em tính nóng lên nghĩ phải hứa hoài hoài em sợ. Không dám nóng nữa. Đây cũng là một cái cách mà của những người vợ trẻ muốn rằng chồng mình thay đổi theo ý của mình, mà một cái cách nó cũng rất là tế nhị. Đúng vậy. Mà nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà theo như người chồng thú nhận đó là một hiệu quả vô cùng đúng không? Em đừng có bắt vợ em bỏ thói quen này. Chắc chị cũng phải học em. Trước khi ngủ là phải trả bài. À, chưa đâu, đó là điều thứ nhất. Còn việc thứ hai là em phải trả lời 3 câu hỏi của vợ em. Em hỏi anh Chiếc, anh có yêu em không? Trả lời luôn. Rồi, em phải trả lời là có, không có là chết. Rồi, trả lời là có phải không? Rồi, anh có yêu em nhiều không? Nhiều. Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Đó, câu này cũng chết. Anh nhiều bao nhiêu là mỗi một ngày em phải suy nghĩ một câu trả lời sao cho nó khác hơn ngày hôm qua. Mà cái bao nhiêu nó phải không lớn lắm, không đếm được. Ban đầu thì em còn trả lời xiên. Ờ, anh yêu em nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, hay là động vật con người trên thế giới gì đó. Nhưng mà
dạo này 1-2 tháng nay là đang nằm coi tivi em ấy. Anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu, giống như điểm ảnh trên tivi. Thôi cũng được thì cũng đế không được. Cái thời có hôm thì nhiều như lông trên người của em. Thôi vậy mai mốt ba cạo lông hết thề hết đi. Và gần đây nhất luôn là có cái trường hợp này là trả lời là em cứng họng, là em không nói lại được tiếng nào nữa hết, mà có lợi cho mình nữa. Đấy, anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu, trả lời chứ nhiều giống như mà tiền ấy, anh em cho anh xài giặt hàng tháng ấy. Rất là giận hờn. Bây giờ em mới nói là muốn thu nhiều hơn thì cho nhiều hơn đi. Là suốt 7 tháng nay là mỗi ngày một câu trả lời là sắp hết rồi, sắp bí rồi. Bây giờ lỡ rồi cái câu em lấy chốt hạ luôn đi, cái câu là anh yêu em bằng tiền mà em cho anh xài đi, tôi đừng hỏi nữa. Nhưng mà cái phần đầu thì giữ. Dạ. Nói chung là hai chọn một á, bỏ câu kia đi không cần đâu. Dạ. Phần đầu giữ lại cho chị. Đúng vậy. Chị có cái cảm nhận á là như vậy nè, khi nói chuyện với tụi em á, thấy rõ ràng là đây là một người vợ mà em có thể tin tưởng. Dạ. Em có thể trao gửi cuộc đời em và những đứa con của em cho cô ấy. Dạ. Ngược lại thì chị thấy rằng chồng của em là một người rất yêu em đó, yêu lắm á. Hơi nóng tính chút thôi nhưng mà hiếm có ông chồng nào 7 tháng trời vẫn trả bài hàng đêm như vậy đâu á nghe. Đúng không? Dạ. Chúc cho em hạnh phúc. Dạ. Cứ theo cái đà này á, hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt vô thì kêu hai đứa là ảnh uống hết nước của ảnh không mời em. Cái uống xong rồi quay qua thấy ảnh đang ngồi ngủ. Trời ơi, ngủ gì nè. Em mới hỏi là ủa anh, sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời. Không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà, ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ thì nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa. Chị chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. À, cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi. Cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, cưng vợ quá à, sợ vợ té hay sao vậy? Tôi nhìn thấy chú rể, tôi có cảm giác giống như là hình như đã gặp ở đâu đâu rồi thì phải. À, nếu tôi đoán không lầm là bạn giống Lục Tiểu Linh Đồng. Đúng. Chính xác. Trời ơi, thiệt hay quá à. Em tên là Vũ Tài, 33 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Em tên là Thanh Ngọc, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. À, nghĩa là lớn nhau 8 tuổi. Rồi ấn tượng đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? Đầu tiên thì em gặp cô ấy tại đám cưới của ông anh làm chung công ty. Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân đó dài là ấn tượng đầu tiên của em đúng không? Ngược lại người vợ là ấn tượng người chồng cái gì nè? Đầu tiên thì nói chung em không có ấn tượng ảnh gì hết đó, tại vì mình đang đứng nói chuyện với ông chú, tự nhiên ảnh đâu ảnh đi tới lù lù đi tới, thì lúc đó đang mang giày cao gót nữa, thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng, nên thấy không có gì để ấn tượng nên ảnh mời vô ghế ngồi, nên em cũng ủa em đang né, né 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 cái chữ đầu tiên nghe hói hói, né 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 đi. Tại vì nó sao gặp anh này có vẻ như hình như gặp anh đâu rồi, hình như là đồng cảm tương lân hay sao. Sau đó thì ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em là người chủ động. Anh rồi. Xin số điện thoại em với nó là 3 lần. Lần đầu tiên em không cho, lần thứ hai nhất định không cho, lần thứ ba sau đó thì có ông chú á, là ông sếp của ơi, ông xã bây giờ làm chung á, thì kêu là thằng này nó cũng tốt lắm con, nó cũng được lắm, thôi cho nó số điện thoại đại đi. Trong cái đám cưới đó luôn. Dạ đúng rồi. Trong thời bắt đầu lần thứ ba mới quyết định cho số điện thoại. Sau đó về nhà thì lúc đó đi đám cưới về mệt quá, em đang nằm chuẩn bị ngủ thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thì em cũng bắt máy lên, thì ảnh mới nói là alo anh nè, anh vừa xin số điện thoại của em nè. Lúc đó em xin lỗi anh lộn số rồi, cúp máy luôn. Rồi vẫn kiên trì chứ. Phải kiên trì. Tự vì á là mình thấy gọi không được là cổ nói lộn số rồi, mà cổ mới cho mình nghĩ là kêu quá, thì mình quyết định là mình xin cái số điện thoại bàn, mình chơi chiêu chút xíu. Ủa mà sao có số điện thoại bàn? Đang mệt quá, mơ mơ màng màng á, tự nhiên anh gọi điện thoại, em cho anh xin số điện thoại bàn nhà em nha, cho luôn. À, có nghĩa là bạn đang xe ke đúng không? Sáng thì em nhận được một tin nhắn
Thì anh nè, anh hôm qua anh có xin số điện thoại bàn nhà em, anh có gọi vô điện thoại bàn em nhưng mà không phải em bắt máy. Mà như là mẹ em bắt máy nên anh cúp máy rồi. Thì sáng đó cũng nghe mẹ có nói là ừ đêm qua có thằng đó nó khùng khùng sao á. 2 giờ sáng nó gọi điện thoại, nó khóa máy nhà mình. Thì nghĩ ngay là anh ta thứ mai hết. Anh ta mới nhắn tin, cái tin nhắn nó còn một cái nữa là anh nói là tối nay anh gọi cho em nhớ bắt máy nha. Cái đầu tối đó em có gọi đợi điện thoại của ảnh cũng đúng 2 giờ mấy 3 giờ sáng gọi cho em xíu. Trời ơi, 2-3 sáng gọi chi mà cái giờ mà nghiệt ngã vậy? Giờ đi làm ban đêm. Có nghĩa là anh ấy cứ nghĩ rằng khi anh ấy làm là mọi người đều thức giống như anh ấy cả. Và ngay cuộc điện thoại đầu tiên là rủ đi uống cà phê. Gì à? Rồi em có chấp nhận không? Có, tại vì em chấp nhận đi rồi mất công đi với ảnh tôi nói cho ảnh biết để tối anh khỏi gọi cho nhà mình nữa. Nói tóm lại là em bị khủng bố quá cho em đi cho rồi đó. Vô cà phê ổng làm gì? Đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt. Vô thì kêu 2 ly nước ra ảnh ngỡ uống hết ly nước của ảnh. Anh không có mời em. Cái uống xong mình quay qua thấy ảnh đang ngồi ngủ. Ngồi ngủ gì nè. Cái em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời không em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ rồi nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Rồi tôi chưa thấy một người đàn ông nào đi cua ghệ mà vô quán cà phê mà nhìn mặt cái người bạn gái mình mà ngủ gà ngủ gật kiểu đó. Em hỏi là bộ em nói chuyện chán lắm không đấy? Ừ cũng hơi chán chán. Ông công nhận thật tình thiệt. Nói thẳng luôn vậy đó. Lúc em nghĩ sao? Em nghĩ cái ông này cũng lạ lạ kỳ kỳ. Nhưng mà nói chuyện lúc nào cũng nói thẳng vô vấn đề á. Tất cả yêu đương cũng nói thẳng vô vấn đề vậy. Không lẽ có thẳng là ê yêu không? Dạ không, cũng không đến nỗi vậy. Anh mới nói là ủa anh chưa có bạn gái thì em chưa có bạn trai thì hai đứa mình quen nhau đi. Nhưng mà anh hỏi trước chứ trước đây em có quen ai chưa? Cái em kêu là trước đây em cũng có một quen một người. Cái anh kêu là vậy chứ hai người có cái gì chưa? Có tiếng xa hơn chưa? Nói đi để có gì anh biết để anh ví dụ như mà anh tránh được thì anh tránh rồi. Không tránh được thì anh tới luôn. Ví dụ xảy ra rồi sao? Nếu mà xảy ra rồi thì để mình biết đường để mình còn phải là rút đúng không? Rút. Em cầu hôn vợ của em bao lâu thì mình... đến 6 tháng. Anh cũng chưa muốn hỏi cưới em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Dạ cũng do cái dịp về Bến Tre chơi gia đình ảnh á, nghĩ là lên là sẽ hỏi cưới. Nhưng mà lên thì ảnh lại im, ảnh không hỏi cưới thì cha cứ sợ là chắc thằng này nó lừa con mình hay sao á. Nên không cho vô nhà chơi. Thì bữa đó hai đứa trốn đi chơi, em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa. Vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi. Cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Cái xong cái em mới nói là mà để lâu quá vàng lên nữa là anh khỏi cưới luôn. Suy nghĩ chắc có lý hay sao. Ổng về cái qua ngày sau cái ổng gọi điện thoại cho em. Cái ổng kêu là ồ em ơi khoảng tuần sau ba anh bước qua hỏi nha. Thì ra sợ vàng lên để cưới gấp. Có nghĩa là chị hiểu rằng á là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề tìm hiểu và đi đến hôn nhân đúng không? Yeah. Mọi chuyện đối với em là phải hoàn hảo tất tần tật mọi thứ. Thế thì sau khi mà cưới rồi á, cái điều mà em thấy bất ngờ ngạc nhiên về vợ em là cái gì? Rất là bạo lực. Là sao không? Là sao? Cụ thể là khi mà mỗi lần mà em đi nhậu về đó thì hay là đánh nguội. Đánh nguội hả? Ủa đánh nguội là sao Thường? Đánh nguội. Giáo là em đánh hơn vậy. Trời. Đúng rồi. Ví dụ như một cái trận đánh nguội của em nói với anh nè. Chồng em sống về đêm. À. Đi nhậu về đêm không à, khoảng 12 giờ mới về. Vừa về em đóng cửa, em đâu cho vô đâu. Cái xong gõ cửa, vừa mở cửa ra em vút một phát một cái văng xuống hai cục. Văng xuống cầu thang. Cái trời đánh nguội ác vậy. Bạn có thể diễn tả được cái cảnh mà bạn bị đánh nguội là sao? Đồng ý không nào? Cảnh nó căng thẳng quá. Thử coi, thử đi. Thử đứng lên đi. Đó. Đứng lên đi. Đứng lên đi. Trời ơi, vợ nó chủ động gì quá hay rồi đúng không nào? Đứng lên. Để cho mọi người học đó, hỏi. Đó, đúng rồi. Vậy? Đâu đánh người sao đâu. Vụ gì đang đứng vậy? Trời ơi. Cái đâu mà đánh người nó mà đạp lộ liễu. Chị mà như em á là chị không có dám đi nhậu nữa đâu. Chị cực khổ về bị quýnh nguội hoài. Rồi quýnh là sao? Rồi nằm đó luôn hay là sao? Lăn xuống ngồi. Ổng ngồi đó xong gõ cửa kia. Em ơi mở cửa. Cái xong cái em mở cửa cho ổng vô. Thì ổng vô, ổng đang nằm ngủ á. Ổng đang nằm ngủ cái em tức quá, em không nói chuyện được. Em quất phát vô mặt hai cái. Xong cái ổng vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn của em với bà xã sao? Mong muốn của em á là dịu dàng hơn.
là không còn đánh chồng trong nước mà chồng thật. cái thứ hai nữa là kỹ hơn trong cái làm việc hàng ngày. Ảnh nói là em không có kỹ tính, nhưng mà thật ra là do ảnh quá kỹ nên ảnh mới thấy em không kỹ thôi. Giống như em rửa chén xong cái anh kêu em mở đèn lên coi chén còn dơ không, cái anh lấy cái tay anh vuốt cái đít chén, cái anh kêu nè anh chia vô tay em á còn dầu này rửa lại đi, cái anh kêu thôi anh đi rửa đi. Nói với em lau nhà xong cái anh kêu trời ơi lau nhà gì bụi không mà, cái anh lại cái anh kêu thôi đưa đây để anh lau cho. Phơi đồ cũng vậy nữa, phơi đồ cái em lấy em phơi đồ, em giặt đồ xong em phơi, cái anh kêu thôi được rồi đưa đây để anh phơi cho, không ai phơi đồ sạch bằng, không ai phơi đồ khô bằng anh. Cái em nói ừ thôi anh làm luôn đi. Là từ đó về sau là ba cái việc đó là ảnh sẽ làm. Mình nói đây là nói với tính cách là để mà dạng như khắc phục, ví dụ như là mình phải làm cho nó tốt. Dạ. Đâu có ai chê em giữa chén dơ, đâu có mình ảnh chê em giữa chén dơ. Còn cô vợ? Còn em thì đầu tiên là em muốn ảnh là không nhậu nữa, bớt keo kiệt lại. Có một cái ảnh keo kiệt lắm. Keo kiệt? Phải không? Với gì? Với vợ hả? Dạ đúng rồi. Đầu là ảnh xin xuống thằng bạn em là em cũng nghĩ là không đến nổi đâu nha. Nhưng mà khi mà cưới về em còn phát hiện hơn nữa. Vừa cưới về, trước khi cưới thì ảnh kêu là ở đám cưới xong anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó đâu đó. Cái tới chừng cưới xong cái em nói ủa anh cưới xong rồi mình đi đâu, ảnh kêu đi gì trời ơi giờ đi tốn tiền tốn kém chẳng được gì hết trơn, mệt người thêm. Ở nhà cháu khỏe. Có khi nào đó là tiết kiệm không? Có khi nào là tiết kiệm không? Sao em không nghĩ đó là tiết kiệm mà là nghĩa là keo kiệt? Như là ảnh mà muốn đi ăn á, cái gì mà ảnh rất là thích ăn, ảnh tìm mọi quán cái nào cũng được á, anh kêu em đi ăn cái này nha mấy trăm một phần cái gì đó thì ảnh cũng ăn. Nhưng mà mua đồ cho em hả này cho con em, cái anh kêu trời có nhiều quá mà mua làm chi nữa đâu có xài đâu. Hoặc là ảnh mà cái gì về bản thân ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là phóng khoáng. Đó. Ồ. Rồi đúng không vậy, sao cười tủm tỉm vậy ông? Không có đúng. Không có đúng lắm thì cái ăn uống thì cũng là chung gia đình thôi. Là cái chung của gia đình chứ đâu có phải bản thân. Cái thứ hai nữa là về cái mua sắm quần áo, giày dép gì đó thì thực sự nhiều quá thì có mang cái tính lãng phí. Lãng phí lãng đúng phí không? Dạ. Tức là trong đầu em nghĩ là em tiết kiệm cho gia đình chứ đâu phải nghĩ keo kiệt. Theo em á thì như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm? Một phần cũng có thể là do bạn tiết kiệm mà bạn tiết kiệm quá mức ha. Đôi khi cũng phải tặng vợ mình một món quà gì đó. Một năm như vậy thì hoa gì đâu. Một năm vậy thì em tặng quà vợ em bao nhiêu lần? Thì thường thì tặng chỉ một lần trong cái ngày sinh nhật của vợ. Tức là một năm là một lần thôi. Trong khi là một năm là chúng ta có quá nhiều ngày lễ. Lễ tình nhân nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3 nè, rồi 20 tháng 10 phải không? Đó, 20 tháng 10 nữa. Rồi 20 tháng 10 bỏ kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi bây giờ lấy 3 ngày thôi chịu không? Lễ tình yêu nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3. Chịu không? Cũng từ 1 mà lên tới 3 rồi đó. Đúng. Bây giờ chỉ có được ngày sinh nhật thôi, còn mấy ngày kia thì bây giờ chị mới đăng deal nè, đăng deal giá cho em nè. Deal đó, deal. Bây giờ 3 lần trong một năm em chịu không? Được, sắp sửa tới. Em sao? Thôi em giảm xuống còn 2 đi. Thôi 3 đi, 3 đi, cái đó là 5 đó, đăng deal là 5 đó. Mà bớt cho em 2 đó. 3 lần đi. Đủ đúng không? Đó, còn em á, một tuần được một ngày nhậu. Một tuần được ngày nhậu chứ anh nhậu 24 giờ luôn á. Không, em cho tiếng chứ. Sao em được không? Lục Tiểu Linh Đồng cười không? Được. Được phải không? Em nhậu làm sao mà về em vẫn biết là vợ em chuẩn bị quýnh em để mà em thủ thế. Đó, rõ là nhậu sao mà có kiểm soát. Có kiểm soát đó, đúng không em? Thôi, hai người phải ta phải thể hiện không, đi chứ. Nhưng mà riêng cặp này là nãy đánh rồi bây giờ phải ôm. Đó. Mới được, mới quề được, đúng không? Đúng không? Tại vì đạp cái quá mạng mà. Đó, bây giờ là phải ôm, siết. Hồi nãy đạp cái quá mạng thì giờ phải ôm cái quá tình cảm. Đó, mọi người giơ tay nào, ôm đi, ôm đi. Mày nói không có ôm. Trời ơi, đau quá. Đau quá. Nãy em đau quá, em ôm cho bớt đau xíu. Đó. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Để tóc dài, một cái áo khoác, một điếu thuốc. Thấy mỗi ngày là lãng tử. Trời ơi, mà đẹp trai nữa. Chậm một cái áo khoác măng tô á, đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Bà xã em là, lúc đó là làm bên du lịch á. Trang điểm cũng kỹ, dáng cũng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác và ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi đúng không? Dạ, em đổ liền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin
Ủa ai là người còn chơi gấu bông vậy? Em. Em. Nó gắn liền với lại một cái kỷ niệm rất là đẹp của vợ chồng em. Vậy à? Vậy đó hả? Chắc chắn là một chút nữa hai bạn này sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất thú vị về chú chó bông này. Bây giờ trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Phú Huy, em làm ở một bộ phận kinh doanh của một công ty. Em năm nay 31 tuổi và đây là bà xã của em. Em là Trần Nguyễn Ngọc Hạnh, em cũng 31 tuổi. Hai vợ chồng em là đều sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Em và ông xã em có học với nhau từ năm lớp 8. Sau đó thì ông xã em chuyển trường bẵng đi 11 năm á. Trong một lần em lên trên mạng Yahoo á, thì tự nhiên em thấy cái avatar của anh chàng này sáng lên. Em nhảy vào em chat trước. Thời lúc đó em sao? Nói chung là hồi xưa đi học thì cũng chẳng ấn tượng gì với nhau. Cô bé dưới một chàng trai, không được như bây giờ đâu. Wow. Lúc đó là tóc ngắn, giống như chưa dậy thì đó. Sau này mà khi mà chat nhảy qua chat em là nhảy lên cái avatar thì là thấy một cô bé khuôn mặt Hàn Quốc, có mặt là hơi hô một chút. Dạ. Trời ơi, gu Hàn Quốc mặt hô một chút. Mà lúc đó là tụi em ở Đà Lạt hay là tụi em đã về Sài Gòn rồi? Thì lúc đó thì em về Sài Gòn làm. Thì ông xã em học xong đại học ở đây thì lại về, trở về lại Đà Lạt làm trên đó. Vậy làm sao mà gặp được nhau ta? Sau đó một thời gian á, thì nhân dịp lễ thì em về Đà Lạt để thăm bố mẹ. Em cũng có nói với anh chàng này là em về vậy đó. Không ngờ thì anh chàng này chủ động nói là thôi để Huy đi đón Hạnh. Em nghĩ thì chắc cũng nói vậy thôi chứ ai mà tự nhiên đi đón mình như vậy. Lên tới Đà Lạt thì cũng gần 12 giờ khuya á, thì anh chàng này đứng sẵn ở bến xe đợi mình rồi. Và em nhìn xuống xe đó, ôi trời ơi, nó khác xe so với lại với cái hình ở trên avatar. Để tóc dài, mặc một cái áo khoác, hút một điếu thuốc, thấy rất là lãng tử. Trời ơi, mà đẹp trai nữa. Có đội nón không? Dạ không, lúc đó chưa có đội nón bảo hiểm. Tóc dài chị ta. Dài mà hút dài hút điếu thuốc nữa. Ai cha. Trời ơi, mặc ba đờ suy hay là mặc đồ vest? Chậm một cái áo khoác mang tô đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Yeah. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Bà xã em là, lúc đó là làm bên du lịch á, trang điểm cũng kỹ, dáng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác mà ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi đúng không? Dạ, em đổ liền. Sau đó là gặp nhau uống cà phê, rồi vợ em lại đi xuống thành phố làm. Khoảng là chắc nửa năm sau á, dạ, là em bắt đầu em lên một kế hoạch là sẽ tán cô bé này. Thế là em đi xuống thành phố. Nhưng cái dịp đó là dịp trung thu á. Cái bữa tối đó sau giờ làm, nhận điện thoại của anh này nói thôi Huy qua nhà Hạnh ăn trung thu nha. Thấy anh này ba lô lỉnh kỉnh, nào rượu nào ly rồi bông hồng đỏ tới. Hai đứa cũng nói chuyện, uống rượu vang, ngắm bông hồng rồi ăn bánh trung thu. Xong đâu đó hết rồi thì tự nhiên mình thấy anh chàng này đứng dậy đi lại chỗ cái ba lô. Thì mình nghĩ là thôi là chuẩn bị về. Tự nhiên rút ra cháu bông này, nói là Hạnh làm bạn gái của Huy nhé. Wow. Sau đó là hai đứa là chính thức là tình yêu với nhau. Xong cũng vì là em mới thấy là bên Adphone á có cái dịch vụ là gọi miễn phí với nhau. Thế là em mua điện thoại cặp, gửi xuống cho cô bé này một cái, em một cái. Thế là cứ gọi miệng với nhau suốt thôi. Sáng mở mắt dậy là đã nghe điện thoại. Nghỉ trưa là cũng không được nghỉ trưa, cũng phải nói chuyện điện thoại. Về tới nhà là bắt đầu là buông điện thoại tiếp. Nói tới khi mà ngủ luôn, là ai ngủ trước thì người kia nghe tiếng máy thôi. Để tới sáng luôn. Yêu qua điện thoại, tâm sự qua điện thoại, thậm chí là ghen tuông qua điện thoại luôn, đúng không? Mà ghen tuông qua điện thoại thì ghen sao ta? Mà em thì nóng tính lắm, cứ mà bực mình là rầm một cái là em quăng thôi. Quăng luôn. Quăng luôn chị, khoảng 5-6 cái điện thoại. Rồi lúc đó khi mà chồng nổi nóng vậy thì em có bùng lại không? Mặc dù tính em rất là nóng nhưng mà em cũng nhúng nhường, em cũng chịu đựng lắm. Quen nhau một thời gian vậy thì cũng có những cái lúc mà đỉnh điểm. Cái bữa tối đó thì em đi làm về lại không thấy anh chàng này gọi cho em nữa. Gọi điện thoại về nhà cũng không bắt máy, em mới thấy ngạc nhiên. Nó không biết là tại sao lại như vậy. Ngồi vô tình lên mạng coi thử anh chàng này có online không. Khi mà em mở mail ra thì em lại nhận được một cái lá thư kèm theo một cái bài hát là bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Em bật cái bài hát đó lên trước. Một cái bài rất là buồn, rất là thê thảm. Bắt đầu em đọc thư là nước mắt em nó lã chả. Em khóc nguyên một đêm. Anh chàng này là muốn chia tay. Không cho em biết một cái lý do rõ ràng là đêm hôm đó là em suy nghĩ. Xong rồi cái ngày hôm sau là em lên xe về Đà Lạt luôn. Trên chuyến xe đó là em hạ quyết tâm. Một là em phải làm rõ ràng là tại sao lại chia tay với em, trong khi em không có lỗi gì hết. Cái thứ hai, nếu như mà anh chàng này muốn làm Chiếc Lá Cuối Cùng thì em sẽ cho anh ấy biết rằng anh ấy sẽ là chiếc lá cuối cùng của em chứ không phải là của ai. Đó, ghê chưa?
Rồi bây giờ hỏi, bây giờ hỏi em lý do vì sao em muốn chia tay? Sao mà cắt lòng, ít gặp nhau rồi cuối tuần tình nhân đi chơi mình thì chỉ qua điện thoại thôi. Em thì có hai đứa em thì nghĩ thôi lo cho nó đi rồi nghĩ tới chuyện bồ bịch lấy vợ sau. Em mới suy nghĩ đắn đo, em viết thư chia tay. Hôm sau em đi làm về mở cửa thích ngồi với bố mẹ, thế là em sợ quá đâu có dám mà nói đâu, nắm tay kéo ra quán cà phê liền, tới thẳng nhà dạ, của anh ấy bắt luôn. Sống luôn. Rồi đi ra quán cà phê nói gì đầu tiên là khóc đã. Khóc quá trời khóc xong rồi tại sao lại chia tay. Em mới đưa những lý do, nó còn hai đứa em thôi ráng cho nó học đại học xong đi rồi quen. Xong rồi vợ mới nói em là vậy thì bây giờ thì chia sẻ bớt, vợ sẽ chăm lo luôn cho. Thì mình nghĩ là khi mình chia sẻ như vậy thì người ta sẽ hiểu được cái sự chân thật của mình với lại em, và cảm thấy là giống như là một nửa của cuộc đời mình vậy á, nên là mình không thể để mất được. Rồi vì lúc đó phải thừa thắng xông lên, mình phải cầu hôn chứ đúng không? Sau đó là em bắt đầu xin lỗi, rồi sau đó em lại tìm cách thôi mình bắt đầu mình cầu hôn đi. Dạ, thế là cứ để cho đi về Sài Gòn là em đi xuống heo bắt đầu em nhắc lên cầu. Dạ, nói về chuyện cái cầu thì bữa đó sau khi đi làm về thì anh chàng này mới chở em đi vòng vòng chơi, thì ngay lên trên cầu Thị Nghè tự nhiên thắng cái kít lại, quay ngược lại ôm em hôn cái chốc, là em rất là ngỡ ngàng, không biết tại sao tự nhiên lại giữa đường giữa giá lại hôn em như vậy, rồi lại hỏi em một câu là trả lời đi. Cái sao mà em lại bắt trả lời một cái câu mà chưa có câu hỏi? Đúng rồi. Thông thường á là mấy đứa bạn kêu nhau là bây giờ tán cô này thì cầu hôn như thế nào, là cứ mỗi đứa kêu thôi giờ tao dắt vô trong toilet tao hôn cô ta một cái. Là đó, vô toilet là cầu, bây giờ hôn là cầu hết. Thì em thấy cũng hay, thôi mình nhẹ nhàng đi, dắt lên cầu mình hôn, xem như là mình cầu hôn, xem thử là cô ta trả lời sao. Trời ơi, sao đó em có hiểu không? Sợ em cũng không có hiểu. Thì đến cái lần cầu hôn thứ hai, đêm giao thừa, thì ông xã em mới rủ em đi lên trên đồi Dinh 2 á. Lúc đó đúng 12 giờ thì pháo hoa nổ lên. Thì anh chàng này mới vòng tay qua ôm em, hôn vào má và hỏi em rằng là đồng ý làm vợ anh nhé. Lúc đó với cái khung cảnh lãng mạn như vậy, mình gục ngã luôn. Không thể nào mà từ chối được đúng không? Dạ. Bao lâu á em xuống dưới Sài Gòn với vợ? Thì lấy nhau rồi á, gần 1 năm sau em mới đi. Vậy đó hả? Có nghĩa là 1 năm là lấy rồi, sau đó mới là sum họp, thì các bạn còn khám phá được những cái gì mà quyền bí của nhau không? Chị Dân dùng cái từ quyền bí nghe ghê quá. Là có những cái gì mà bạn cảm thấy bất ngờ ở chồng bạn mà cũng như bà ngược lại không? Quen nhau thì em hay giận dỗi, em rất là cọc cằn. Lấy nhau về là vợ em là từ một con mèo nhỏ xíu thôi, bây giờ là một con sư tử. Đúng rồi, 180 độ đó. Thay đổi cực kỳ, coi như là kiểm soát hoàn toàn em. Làm gì cũng phải báo. Bây giờ tại sao lại ghen dữ dội vậy? Từ con mèo mà biến thành sư tử. Khi mình thả con tép á, mình bắt được con tôm rồi á, thì mình phải đổi thế chủ động, mình phải nắm quyền, mình phải kiểm soát hết. Tức là bây giờ tình trạng hôn nhân là bây giờ giống như là nguyệt thực á. Mặt trăng mặt trời. Mặt trời. Trước khi mà lấy nhau á, thì em đọc điện thoại. Sau khi lấy nhau là vợ em lại đập điện thoại. Không, bao nhiêu cái rồi em? Dạ không, có một cái thôi. Lý do là 10 giờ đêm rồi đó, thì tự nhiên em thấy điện thoại anh này có tin nhắn. Nội dung tin nhắn là anh Huy ơi chấm gì đó. Là bắt đầu em sôi máu lên. Là em phang luôn. Em đập cái rầm. Sau đó có những cái quy định không? Em không đặt ra quy định. Nhưng mà coi như là em thầm hiểu luôn. Cứ 5 giờ, một là thắng máy, hai là các nhân viên đừng gọi cho tôi, và cái vấn đề mà nhân viên nữ là người khác làm luôn, em chỉ làm việc với nam thôi. Tụi em kết hôn được mấy năm rồi ta? Gần bốn năm. Thì thật sự là những cái tính xấu thì cũng đã biết về nhau rồi, nhưng mà sau khi mà có em bé thì em không nghĩ rằng cái tính gia trưởng với lại cái kỹ tính cọc cằn của ta em đến mức độ mà nó cao trào như vậy. Ví dụ như tắm cho con là nước phải nhiệt độ như thế nào, em làm mà không vừa ý ổng là ổng nói thôi để tôi tắm con, xong là em mới buồn quá thôi em đi ra em rửa chén. Không được rửa chén chị, tại vì khi mà rửa chén như vậy là ảnh hưởng cái nhiệt độ nước nóng con đó. Đến khi sấy tóc con cũng vậy, phải sấy vừa chế độ nóng vừa chế độ lạnh để nó bảo hòa. Hàng loạt những cái quy định em cũng rất là bực bội. Em có mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì không? Em cũng mong muốn ông xã em bớt cái kỹ tính đi, bớt gia trưởng. Rồi về cái giờ giấc á, đối với em cái bữa cơm thì rất là quan trọng. Thường em đi làm về thì em vẫn cố gắng em nấu cơm đợi chồng về, ví dụ như chồng về trễ thì em vẫn cố gắng em đợi, nên là nói với em là 7 giờ về
thì 7 giờ về, có nói sớm hơn rồi lại về trễ hơn. Vậy thì còn em có những cái gì cần vợ em thay đổi? Em cũng là chia sẻ với vợ em, công việc rất là căng thẳng, em không thể về sớm được. Thì cũng mong muốn là vợ hiểu về cái công việc của chồng, phải nhỏ nhẹ nhàng với chồng chứ đừng nóng tính nữa. Theo chị thấy như vậy nè, mỗi người đều có một cái mà cần phải thay đổi đó. Thì bây giờ chị nghĩ như vậy nè, trình độ của tụi em cũng giống như cái công việc của tụi em, cái tuổi tác của tụi em đủ để hiểu được rằng á, sau cái buổi này nên như thế nào để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn. Sẵn hai vợ chồng đây bữa nay tâm sự hết như vậy nè, tự hứa với nhau đi, đúng không? Mọi người thấy có nên là như vậy có không? Là hứa không? Vợ phải luôn hiểu rằng là đối với chồng là vợ với con là quan trọng nhất. Về phần em thì em sẽ cố gắng tiết chế cái tính ngông cuồng của mình hơn, tin tưởng anh hơn, không có kiểm soát anh nữa để cho mà anh yên tâm công tác. Trời ơi, ôm cái đi, ôm cái đi. Có cuộc điện thoại gọi hoài mà anh không chịu bắt máy. Anh cứ bấm điện thoại nhỏ lại cái bỏ vô túi, cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt anh ơi, tại sao tao điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy. Là em nghi rồi. Cũng có cản từ đầu, nhưng mà từ khi mà em có em bé á, thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Wow, cầm gì theo vậy? Cuốn album cưới chắc chắn một chút nữa sẽ có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị xung nằm quanh trong cuốn album này. Thôi bây giờ trước tiên mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Minh Thái, năm nay 27 tuổi. Em đang là nhân viên công nghệ thông tin. Còn em là? Em là Trăng Thị Như Ý ạ. Em là 29 tuổi. Em là giáo viên mầm non. Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi. Dạ. Ôi vậy sao thế vợ trẻ dữ vậy? Người ta nói một câu là nhất trai lớn 1, nhì gái lớn 2, đúng không? Chắc chắn hai bạn có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Khoan đã, để em để lên đây đi. Thôi đây anh cầm nhé. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây hơn 10 năm thì lúc đó em 16 tuổi á. Thì trong cái dịp Tết em với một người bạn đi chơi vào tiệm net. Vợ em lúc đó mới đi chơi về là mở cửa bước vô, em giật mình là nguyên con búp bê đập vô mặt luôn. Dạ, người mà có khúc à, mà trắng tươi, tóc vàng nữa. Dạ, em cũng thấy ấn tượng. Thì lúc đó vợ em ngồi check email. Em liếc qua em thấy cái email của vợ em. Hôm sau em viết mail làm quen. Rồi giấy có trả lời lại liền không? Khoảng 2 tuần lận ạ. Rồi trả lời dài không? Dạ thì cũng họ tên rồi tuổi rồi thôi. Thì ảnh sau đó là ảnh trả lời liền với em luôn là ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Ảnh nói dối, anh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Rồi một ngày đó thì ảnh mới chết mail là ảnh nói à thôi giờ mình gặp nhau đi. Cái ấn tượng đầu tiên của em rất là đơn giản, ảnh xấu quá, đen thui mà ốm nhom nhắt à. Khi mà em biết chồng em lúc đó nhỏ nghe 1 tuổi à, đúng không? Dạ. 2 tuổi nhưng mà nó xạo. Nhưng mà sao? Dạ nó xạo là. Đến khi nào thì em mới biết là đến khi mà em chia tay bạn trai em quen với ảnh chính thức luôn, ảnh mới nói là thật ra anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi mà. Chứ em cũng thôi kệ, giờ lớn 2 tuổi không có sơ muối gì được thì mình làm bạn. Thôi không. Coi như là quen cái là phải tính chuyện sơ muối liền đó. Nên đến khi nào thì em mới chia tay bạn trai của em để mà em quen với? Thì lúc đó là em đi du lịch với gia đình mà em cứ nhớ về anh này hoài à. Mày là em không nhớ tới bạn trai của mình mà em cũng không muốn mình mang tiếng là bắt cá nữa. Nên em quyết định đó là về là chấm dứt với ảnh liền luôn. Là em quen chính thức với anh này luôn. Em là đây là mối tình đầu của em. Dạ. Mối tình cuối. Dạ cũng là tình cuối. Rồi cái có mối tình giữa không? Dạ nhiều. Tụi em quen được khoảng 10 năm thì tụi em chia tay tới 4-5 lần lận. Lý do là? Lý do là ảnh lăng nhăng, ở dưới quê thì không có gì. Nhưng mà khi mà đi lên Sài Gòn học đại học thì lên trên này là mỗi lần ảnh thay đổi môi trường sống là ảnh lại quen một cô. Ủa nhưng mà mỗi lần em say nắng một cô như vậy á thì là làm chị sao mà em biết được? Chia tay một lần đó. Lần đầu tiên á Tết ảnh về quê, em với ảnh đi xem phim. Có cuộc điện thoại gọi hoài mà ảnh không chịu bắt máy. Ảnh cứ bấm điện thoại nhỏ lại cái bỏ vô túi, cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt ảnh, anh ơi, tại sao tao điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên cái trả lời
anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy là em nghi rồi. Rồi sau đó một khoảng chừng 2-3 tuần gì đó thì em mới quyết định em lên Sài Gòn thăm ảnh. Thì khi lên thăm rồi em mới biết cô đó là sát phòng trọ của ảnh. Là lúc đó em làm đung đung lên rồi em chia tay. Xong rồi bắt chở ra bến xe về liền. Trời ơi, chở bến xe em khóc dữ lắm anh chị ơi. Khóc như mưa vậy á. Khóc tới nỗi mà cái gì ngồi kế bên hả? Ủa sao nó khóc dữ vậy con? Rồi em có chạnh lòng không? Dạ không, em không cần. Là sao em dứt khoát không cần sao giờ lấy người ta? Thì một thời gian sau cái ảnh lại quay đầu về quê. Bao lâu? Khoảng chừng 6 tháng. Lết về dưới năn nỉ biết bao nhiêu luôn. Em mới chấp nhận cho quen lại. Coi như hết 4-5 lần vậy cũng hại não dữ à. Dạ cũng hại não. Ủa em, thì tại sao em không lên Sài Gòn luôn giữ bồ mình? Sao chứ, em đã đi học ra trường rồi. Ảnh cũng ra trường rồi, có công ăn việc làm ổn định. Thế là em đã lên quyết định em lên chợ em lập nghiệp luôn. Lên Sài Gòn thì hai đứa ở đâu? Mới đầu thì vợ em là ở cạnh cái phòng trọ của em. Dạ, nhưng mà sau này khoảng một năm thì hai đứa dọn về ở chung. Ba mẹ biết không? Dạ không, tại vì thực ra là chuyện tình cảm của hai vợ chồng em á, gia đình em nhất quyết không chịu. Thế mà gia đình em đã có một cái ấn tượng xấu với vợ em ngay từ lúc đầu rồi. Em nói cỡ nào nói cũng không chấp nhận. Tại sao? Thứ nhất là hơn tuổi, cái thứ hai nữa em người Nam, gia đình ảnh người Bắc là không thích lấy gái Nam. Rồi một phần nữa tóc của em đó em nhuộm mấy chị một vàng á thì búp bê đó. Người ta hơn người lớn thì người ta không thích, nói là em như là dân chơi vậy đó, người ta không thích. À, cái cách mà em thuyết phục ba mẹ em á để đồng ý bằng cách nào? Thuyết phục không thành công. Em là quê ở ngoài Bắc ngoài đúng không? Dạ, gốc ở ngoài Bắc. Có nghĩa là bà con vẫn còn ngoài đó. Dạ, dạ, ngoài vậy đó. Em trước khi đám cưới á em có dẫn vợ em ra ngoài đó không? Dạ có. Gặp bà con họ hàng thì dạ. Cái cảm nhận đối với vợ bạn như thế nào? Đợt đó Tết em dắt về rồi xong rồi gặp các bác với bà nội rồi em cho vợ em tiếp xúc thì các bác thấy là thật ra con bé này đâu có tệ thì cũng có tác động. Thì có hiệu quả không? Kinh nghiệm sống em không có, xử lý em không biết nữa. Mà em cứ nói là mẹ em bàn ra, mẹ em phản đối. Lúc đó em tự ái mà tính em với mẹ em giống nhau nữa, không ai nghe ai hết. Rồi cuối cùng là tụi em xử lý cái chuyện tình cảm tụi em như thế nào? Chúng em sống thử với nhau khoảng một năm thì tụi em cảm thấy rất là hợp. Tụi em quyết định đó là đi đăng ký kết hôn. Cách đây mấy năm? Khoảng hơn 2 năm. Sau khi đăng ký kết hôn 6 tháng á, thì tụi em có tổ chức một cái tiệc chỉ có bạn bè, anh em, đồng nghiệp chứ không có gia đình hai bên. Bao lâu thì gia đình biết chuyện này? Một người bạn á đi đám cưới của em chụp hình lại đăng lên Facebook thì bạn của mẹ ảnh á lên Facebook nhìn á là phát hiện được, đưa in hình đem cho mẹ coi. Rồi mẹ điện lên, mẹ hỏi là con có làm gì mà giấu cha giấu mẹ không? Con đâu có làm gì đâu. Em chói vậy lắm. Xong rồi lúc đó mẹ em cũng chưa nói là có hình có gì hết trơn á. Dạ xong rồi hết mẹ điện không tới cha điện. Chói thì cha em mới nói là cha biết hết rồi. Là do là lúc đó cha em lên chơi với em thì hai cha con có đi xe đi công chuyện thì lúc đó em vô em mua đồ, cha em ở ngoài vô tình cha em mở cốp xe ra thì mới phát hiện là những cái thiệp cưới mà chưa kịp gửi á. Chồng mở ra thấy tên em với tên vợ em mà không nói liền, không nói gì hết, lặng lẽ cứ vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng mà xong rồi cái lúc đó điện là bắt em về quê liền. Sau khi tụi em về em thừa nhận với cha mẹ là như vậy rồi thì vợ em với em thì cũng cảm giác là cũng tủi thân lắm. Thì cũng động viên nhau là thôi bây giờ đã lỡ như vậy rồi thì mình cố gắng mình sống thật là tốt, hòa thuận hiếu thảo gì đó, sống hạnh phúc để cho cha mẹ thương. Sau đó thì tụi em có em bé thì dần cái mẹ em cũng xui thì cho cơ hội cho hai vợ chồng về để xin lỗi và xin cha mẹ tha thứ. Còn bên gia đình em là có cản từ đầu không? Cũng có cản từ đầu nhưng mà từ khi mà em có em bé thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Lúc đó là con có anh Bum này chưa? Dạ có rồi, dạ. Anh Bum đó là tụi em. Anh Bum này là đám cưới đợt đầu. Dạ cái này là do dạ, tụi em tự làm. Em coi cái coi. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao em cứ phải chối với ba mẹ làm gì? Cái đó là cũng là do một phần là ở em nữa. Là ngay từ lúc đầu em không có dũng cảm, không có cương quyết. Đó, dạ. Theo chị nghĩ nếu như lúc đó nói thẳng mọi việc ra thì chị nghĩ nó không đến cái mức mà để lâu như vậy. Nhưng mà giờ cũng qua rồi đúng không? Cha mẹ chấp nhận thì cũng mới làm đám đây hồi tháng 3. Ngày dạ. Đám đó là đám ra mắt hai họ. Dạ, là có cả hai họ. Bây giờ là hai vợ chồng á, là cuộc sống bây giờ là hạnh phúc rồi đúng không? Dạ. Được sự chấp thuận của cả hai gia đình hai bên. Nhưng mà riêng cuộc sống của các bạn thì sao? Khi mà lấy nhau rồi, vượt qua bao nhiêu mọi trở ngại rồi thì cuộc sống hiện tại bây giờ sao? Có những cái vỡ òa về nhau không? Ê, còn vợ em có cái gì thay đổi không? Tức là ghen, như là kiểm soát dữ lắm. Gái nhắn tin là bắt đầu là hỏi ai đây, tên tuổi, làm gì trong công ty. Điện thoại cho người quen trong công ty hỏi anh kiểm tra giùm em là hả, có phải là cô này tên này, này ngồi chỗ này rồi hả, quen gì với chồng em không? Dạ em kiểm soát thời gian em dữ lắm. Em đi làm ra là khoảng 5:30, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bắt đầu điện.
5 phút gọi 1 lần, 5 phút gọi 1 lần. Các em trả lời là ờ anh đang về. Đang về sao có tiếng xe? Nhiều khi em lén thêm ra em để máy xe em, em để điện thoại đó xe đó nghe đi. Có thấy bất ngờ về chồng em điều gì? Mất cái tính là nóng tính dữ lắm chị. Thương thì thương con lắm nghe mà, con liền chút xíu mà điên lên là đánh thằng nhỏ, nhốt thằng nhỏ. Đánh đánh sao? Đá vô mặt không à. Trời đất ơi. Dạ. Hư quá vậy. Chị thấy gì nè, vấn đề mà đánh em bé là chị khẩn thiết yêu cầu em là dừng lại. Còn những cái điều mà chồng em yêu cầu em là đúng chứ không phải là sai đâu. Chị biết là vì chồng mình đã có những cái vết mà trong quá khứ mình biết rồi nên mình cứ suy diễn ra đó. Nhưng mà theo chị thì nên bớt cái đó đi. Bởi vì á, một người con trai 16 tuổi bây giờ đến người đàn ông là 27 rồi, cái nhận thức cũng sẽ khác đi. Vô tình nếu mà mình cứ tiếp tục mình giữ như vậy á, thì sẽ tạo cho anh ấy một thói quen là thủ thế, lúc nào cũng phải nói dối, vậy anh chi cho nó mệt mỏi mình, đúng không? Còn những cái điều mà vợ em yêu cầu em á, chị thấy mình cũng nên sửa, vì mình nóng tính quá cũng không nên. Và phải chân thật trong mọi trường hợp với vợ, tạo cho vợ cái niềm tin ở mình nhé. Cùng thay đổi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ.